Dù tài giỏi đến đâu thì bạn cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Có một doanh nhân từng nói, tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Điều đó hoàn toàn đúng. Sống trên đời, nếu dành hết tâm trí của mình để quan sát thái độ của người khác, từ đó nương theo mà hành xử, chiêu lòng họ, thử hỏi cuộc đời của bạn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Khi ấy, phải chăng bạn đang sống hộ cho người khác, phải chăng là muốn trao vận mệnh của mình cho kẻ khác? Kỳ thực thì mỗi cá nhân sinh ra đều có vận mệnh khác nhau, đều là những cá tính tự ngã khác nhau, có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Nếu chỉ biết chạy theo làm đẹp lòng người khác, chẳng phải bạn đã đánh mất giá trị phẩm chất của mình rồi hay sao? Bởi vậy, người xưa từng nói, vạn sự bất cầu nhân, ý nói những chuyện trên đời này đừng nên mong cầu vào người khác khi cố lấy lòng của người khác chẳng phải là bạn đang mong muốn được họ chiếu cố đến mình đó sao thực tế đã chỉ ra rằng điều này là hoàn toàn viễn vông cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài sống tự tin khẳng khái hướng thiện bao dung rồi bạn sẽ có được tất cả những gì đáng có rồi bạn sẽ chẳng phải nhờ vả cậy cục nếp bóng ai cả đạo lý chỉ đơn giản như vậy Cố gắng lấy lòng của người khác còn có một nguyên nhân nữa, sợ bị tẩy chay, thu ghét nên cố làm bạn với tất cả. Công bằng mà nói thì bạn không thể mong ở đời không có kẻ thù ghét mình, gây khó dễ cho mình. Cha mẹ, bạn bè, người thân có thể yêu thương bạn vô tư, chẳng toan tính. Nhưng đồng nghiệp, đối thủ đôi khi vẫn có thể căm hận bạn dù bạn chẳng làm sai gì. Cuộc sống muôn vẻ, muôn màu là vậy. Có người ưu ái bạn thì cũng có kẻ dèm pha bạn. Có người tôn trọng bạn thì lại cũng có kẻ coi bạn bằng nửa con mắt mà thôi. Bởi thế dù có cố gắng đến đâu, nhọc lòng thế nào thì bạn cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả. Chẳng thể đảm bảo rằng mình không bị ai thù ghét. Nếu có ai đó thù ghét, cay độc, mỉa mai, chế giữ mình, bạn hãy luôn nhớ rằng trong miệng người khác bạn không phải là con người bằng xương bằng thịt đã là như vậy tại sao bạn còn phải thấy thống khổ còn phải thấy mất mặt vì những lời đàm tiếu xung quanh cây ngay không sợ chết đứng người quân tử thường để ngoài tai lời ông tiếng ve của kẻ tiểu nhân chỉ cần giữ được phong thái cao mọi sự tình bên ngoài đều không thể làm bạn khó xử Cổ nhân nói, ấy là cái dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là lấy cái bất biến của tâm mình mà ứng xử với sự biến hóa của cuộc đời. Và chăng nếu nghĩ thật sâu có thể nhận ra rằng bạn là tốt hay xấu thì hoàn toàn không thể dựa vào một lời nói bâng quơ của ai đó. Người ta nói bạn xấu, chắc gì bạn đã xấu. Còn khi họ khen bạn thật tốt, ai có thể khẳng định bạn hoàn bị đến thế đây? cặp mắt thịt của con người chỉ nhìn thấy thân thể bề ngoài đôi khi đánh giá tốt xấu đúng sai cũng chỉ là trong mặt mà bắt hình dông chẳng ai có thể nhìn thấu nội tâm và vẻ đẹp thẳm sâu bên trong của bạn có phải như vậy không cuối cùng thì bạn hãy ghi nhớ rằng Đại bàng không cần tiếng vỗ tay khuấy động cũng tự mình bay bổng vút lên tận trời cao. Loài hoa hoang dại trong núi sâu không cần có người trưởng trước cũng đùa nhau nở. Làm người không cầu rằng ai cũng thích mình, chỉ cần bạn luôn chất phát bao dung lương thiện. Làm việc không cần phải giải thích để tất cả hiểu, chỉ cần bạn tận tâm nỗ lực là đủ rồi. Vậy mới hay, nhân sinh vạn thở mãi ganh đua, quay cuồng một kiếp cố được thua, trăm năm ánh chớp qua như mộng mới hay thế sự thấy trò đùa. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.